Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Nền tảng X của tỷ phú Elon Musk đạt lượng sử dụng kỷ lục trong ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kỷ lục được xác lập với khoảng 6 tỷ giây người dùng truy cập ứng dụng vào khoảng 22 đến 23 giờ theo giờ Washington. Ông chủ mạng xã hội không công bố chính xác lượng truy cập trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo tuyên bố của Elon Musk, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trên X. Tuy nhiên, tính chính xác trong những thông tin mà ông chủ X chia sẻ vẫn bị nghi ngại. Là một trong những người ủng hộ lớn nhất của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào CEO Tesla Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại. Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 8%, đạt mức cao nhất 52 tuần trong phiên giao dịch qua đêm trên nền tảng Robinhood. Tính đến khoảng nửa đêm theo giờ miền Đông Mỹ, giá cổ phiếu Tesla ở mức khoảng 272 đô la Mỹ một cổ phiếu trên Robinhood. Còn trong phiên giao dịch muộn trên Nasdaq, cổ phiếu hãng xe điện này đã tăng 2,9% lên 258,7 đô la Mỹ một cổ phiếu. Đà tăng mạnh của cổ phiếu Tesla đã giúp CEO Elon Musk, cũng là tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại, gia tăng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản. Khối tài sản ròng của người giàu nhất thế giới Elon Musk đã tăng lên 4,8 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 24 giờ qua nhờ đà tăng của cổ phiếu Tesla và các công ty mà tỷ phú này nắm giữ. Vừa mới đây, các hãng tin lớn như Reuters, CNN, AP đồng loạt đưa tin ông Trump đã thắng ở bang chiến địa quan trọng nhất, Pennsylvania, qua đó giành 19 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, đài Fox News tuyên bố ông Trump đã giành 277 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống mới của nước Mỹ. Theo đó, ông Sean McAvey, Chủ tịch Liên đoàn Xây dựng Bắc Mỹ, chuyên nghiên cứu về các dự án điện gió xa bờ, nói tại một hội nghị gần đây khẳng định thất bại của bà Harris sẽ là điều tồi tệ cho ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi quốc gia này. Được biết, ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử của mình đã tuyên bố sẽ dừng các dự án điện gió ngoài khơi ngay ngày đầu tiên nếu tái đắc cử. Ông Trump cũng cam kết chấm dứt đạo luật giảm lạm phát, luật khí hậu mang tính bước ngoặt của Tổng thống Joe Biden, bao gồm các khoản tín dụng và thuế suất hấp dẫn để giảm chi phí năng lượng tái tạo, thúc đẩy giảm carbon. Theo trang Clean Investment Monitor, gần 450 tỷ đô la Mỹ đầu tư tư nhân đã chảy vào lĩnh vực năng lượng của Mỹ kể từ khi đạo luật được thông qua. Trong khi đó, công ty tư vấn Bloomberg NEF ước tính việc bãi bỏ đạo luật sẽ dẫn đến giảm 17% công suất năng lượng tái tạo mới bổ sung từ năm 2025-2035. Trong đó, điện gió ngoài khơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 35%. Một phân tích gần đây của Goldman Sachs đã cho thấy năng lượng tái tạo có thể là ngành chịu thiệt hại lớn nhất dưới thời ông Trump nếu ông đắc cử, cùng với các ngành nhạy cảm với thuế quan khác. Tưởng như những lớp lưới chống máy bay không người lái cảm tử chỉ xuất hiện trên xe tăng thiết giáp Nga, thì giờ đây chúng hiện diện cả ở các nhà máy lọc dầu của quốc gia này. Có nơi chỉ che chắn riêng các bồn chứa, chỗ lại răng kín cả nhà máy, kho tàng, và hiệu quả chống đỡ đòn đánh cũng khác nhau. Những cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào khu vực Stavropol đã buộc Moscow phải tăng cường gia cố mục tiêu, và mới đây, cụm lưới chống UAV đã bảo vệ thành công một kho dầu của Liên bang Nga. Đoạn video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được kênh Telegram địa phương đăng tải. Công trình được bảo vệ có lưới chống UAV bố trí xung quanh theo chu vi bồn chứa sản phẩm dầu mỏ đã ngăn chặn một cuộc tấn công trực tiếp của máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Sau khi lao vào lưới chắn, đầu đạn có sức nổ mạnh bị kích hoạt gây ra vụ nổ khá lớn, nhưng không thể gây hư hại cho bồn chứa hay tạo ra đám cháy lan. Theo báo chí Nga, yêu cầu phòng chống UAV được đưa ra vào đầu năm nay khi Ukraine đẩy mạnh tấn công hạ tầng năng lượng Nga. Chính phủ Nga đã chính thức ban hành văn bản quy định trách nhiệm hình sự đối với việc không tuân thủ biện pháp bảo vệ mục tiêu có nguy cơ bị khủng bố, trong đó đặt mọi trách nhiệm bảo vệ vật thể chiến lược như nhà máy lọc dầu lên chủ quản lý trực tiếp. Hiện tại ở Nga không có bất cứ quy chuẩn nào về việc thiết lập công trình phòng thủ để bảo vệ các đối tượng như vậy, cho nên các biện pháp tăng cường an ninh được thực hiện theo nhiều cách. Trước thực tế trên, hiệu quả của việc chống lại những cuộc tấn công do máy bay không người lái Ukraine thực hiện tại những địa điểm khác nhau cũng mang lại những kết quả khác biệt. Bên cạnh thành công là một vài thất bại, điển hình như cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay nhằm vào một trong những kho dầu ở vùng Belgorod, bồn lưu trữ nhiên liệu vẫn bị phá hủy cho dù đã được gia cố bằng lưới chống UAV. Một giải pháp kỳ công hơn đã được quan sát thấy ở một số cơ sở năng lượng. Ví dụ nhà máy lọc dầu Moscow được quây kín bằng lớp bảo vệ có dạng cát kim loại, bao phủ toàn bộ chu vi rộng lớn của cơ sở hạ tầng. Cấu trúc nói trên sử dụng dây cáp kim loại độ dày 8 mm, khoảng cách giữa những sợi dây là 60 cm. Theo lý thuyết, độ bền của dây cáp đủ để chặn một vật thể nặng lao vào với tốc độ cao, khiến UAV trượt xuống và không gây hại cho công trình. Có lẽ sắp tới, Ukraine cũng sẽ tìm phương cách vô hiệu hóa biện pháp phòng thủ của Nga. Cuộc đối đầu giữa khiên và giáo vẫn rất khó lường. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, chỉ trong ngày 4 tháng 11, phía Nga đã bắn hạ 42 máy bay không người lái, 4 tên lửa HIMARS của Mỹ cùng một quả bom dẫn đường Hammer của Pháp do Ukraine triển khai. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ các vũ khí tân tiến mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống tên lửa HIMARS, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ thống HIMARS của Mỹ được đánh giá là vũ khí chiến lược giúp Ukraine đối đầu với các mục tiêu của Nga nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Trên chiến trường, HIMARS còn giúp Ukraine phá hủy nhiều hệ thống pháo tầm xa, hệ thống radar và hệ thống tác chiến điện tử của Nga, những tài sản quân sự quan trọng vốn nằm ngoài tầm với của các loại vũ khí khác. Việc triển khai HIMARS cũng mang lại sự thay đổi chiến lược cho Ukraine. Nếu trước đây, quân đội Ukraine chủ yếu tham gia vào các trận đánh tiêu hao ở vùng Donetsk, thì nay họ đã chuyển sang chiến thuật bất đối xứng, tấn công vào những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Điều này bao gồm việc nhắm vào các tuyến hậu cần dựa trên đường sắt, các kho tiếp tế và các khu vực tập trung lực lượng của Nga. Điển hình, nhiều kho lưu trữ đạn pháo của Nga đã bị tấn công trực tiếp, gây thiệt hại lớn cho khả năng hậu cần của đối phương. HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, là một hệ thống pháo binh cơ động dạng mô đun được phát triển cho quân đội Mỹ và được ca ngợi vì khả năng thích ứng trong các tình huống chiến đấu có rủi ro cao. Được biết đến với tính linh hoạt, HIMARS vượt trội trong việc nhắm mục tiêu vào các tài sản quan trọng của đối phương như hệ thống radar, trung tâm chỉ huy, đơn vị thiết giáp và các điểm chiến lược khác. Được lắp trên khu gầm xe tải nhẹ 6x6, hệ thống này được thiết kế để xử lý nhiều địa hình khác nhau và nhanh chóng tiếp cận các vị trí chiến thuật, kết hợp tốc độ cao với hỏa lực mạnh mẽ. Hệ thống HIMARS tương thích với nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa M31, GMLRS dẫn đường bằng GPS, có tầm bắn lên tới 80 km và tên lửa ATACMS tầm xa hơn, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 300 km. Mỗi đơn vị HIMARS có thể mang theo một cụm gồm 6 tên lửa GMLRS hoặc một tên lửa ATACMS duy nhất, mang lại sự linh hoạt cho người vận hành dựa trên yêu cầu nhiệm vụ. Một lợi thế lớn của HIMARS là khả năng tích hợp vào các môi trường chiến tranh tập trung và mạng lưới, tiếp nhận thông tin mục tiêu theo thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau như UAV, máy bay chiến đấu và các đơn vị tình báo. Khả năng kết nối này cho phép người vận hành phản ứng ngay lập tức với các điều kiện thay đổi trên chiến trường, phối hợp với các hệ thống vũ khí khác để tấn công đồng bộ có độ chính xác cao. Khả năng tương tác như vậy khiến HIMARS trở thành một phần không thể thiếu của các chiến lược tác chiến đương đại, nâng cao hiệu quả của nó như một phần của lực lượng đồng minh và liên minh. Được quân đội Mỹ áp dụng rộng rãi, HIMARS đã chứng minh được giá trị của mình đối với một số đồng minh NATO và các quốc gia khác trên thế giới. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vừa qua cho biết, lực lượng Nga đã phóng 2.023 máy bay không người lái UAV tự sát tầm xa dòng Geran và một loại phi cơ chưa xác định vào nước này trong tháng 10, gấp gần 3 lần mức 700 chiếc trong tháng 9. Cơ quan này cho hay, trong số này, 1.185 UAV bị phòng không bắn hạ, 29 chiếc bay khỏi vùng trời Ukraine kiểm soát. Tính từ đầu năm 2024, Nga đã triển khai 6.987 UAV nhằm vào Ukraine, phần lớn đều nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Trong cuộc họp với quyền tư lệnh không quân Ukraine Anatoliy Kravionko cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh lượng UAV Geran được Nga triển khai trong mùa thu năm nay nhiều gấp khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này thường không công bố số lượng UAV cảm tử và tên lửa được triển khai trong mỗi đòn tấn công Ukraine. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky thông báo rằng các biện pháp chống lại UAV tấn công và bom FAB của Nga đã được thảo luận tại Bộ Chỉ huy. Ông nói, mọi người đều thấy Nga sử dụng UAV Shahed và FAB nhiều đến mức nào. Nỗi kinh hoàng này đang gia tăng hàng tháng, cần có nhiều biện pháp đối phó hơn. Nhà lãnh đạo chỉ rõ, chúng tôi thảo luận cả về tăng cường các nhóm hỏa lực cơ động và áp dụng phương pháp thực tế bắn hạ Shahed bằng máy bay không người lái, đồng thời phát triển lực lượng để giải quyết rốt ráo vấn đề FAB của Nga. Ngoài ra còn có những quyết định cấp bách cần phải được đưa ra để thực hiện và những điều mang tính chiến lược hơn sẽ được tính đến trong kế hoạch nội bộ nhằm củng cố Ukraine tại điểm phòng thủ tương ứng. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, cũng tại Bộ Chỉ huy, vấn đề tăng cường sản xuất vũ khí đã được thảo luận, chủ yếu là máy bay không người lái và tên lửa. Về mặt trực tiếp, chúng tôi thảo luận về thực tế rằng Nga đang hoạt động ở khu vực Donetsk và cũng đã tăng cường hoạt động ở miền nam Ukraine. Đặc biệt, chiến dịch Kursk đã được thảo luận tại Bộ Chỉ huy.